Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV của tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp. Sau đây là những thông tin chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa phát đi thông báo về tình hình thời tiết cho các vùng trên cả nước. Theo đó, Bắc Bộ thời tiết có mưa phùn và sương mù vào sáng và đêm, trưa chiều mây mỏng dần và có nắng. Đáng lưu ý, từ ngày 26 tháng 3, không khí lạnh được tăng cường yếu lệch đông, trong khi đó, thời tiết Đông Nam Bộ nắng nóng với nhiệt độ phổ biến từ 35 đến 36 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất 50 đến 55%. Cơ quan khí tượng cảnh báo nắng nóng ở Nam Bộ khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Về tình hình thời tiết trên biển, vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 4, cấp 5, sóng cao từ 1 đến 2 m. Quần đảo Hoàng Sa thời tiết không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4, sóng cao từ 0,5 đến 1,5 m. Thời tiết quần đảo Trường Sa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4, sóng cao từ 0,5 đến 1,5 m. Sau đây là dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước. Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ C. Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi dưới 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ C, có nơi trên 36 độ C. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, riêng khu vực đồng bằng và ven biển, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ C, vùng núi có nơi trên 31 độ C, riêng khu vực đồng bằng và ven biển 26 đến 28 độ C. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng, vùng núi phía Tây có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C, nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 28 đến 31 độ C, phía Nam từ 31 đến 34 độ C, riêng vùng núi phía Tây 32 đến 35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Tây Nguyên có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Nam Bộ có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ C, riêng miền đông 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh, thời tiết ít mây, trời nắng và nắng nóng, về đêm trời ít mây, trong xanh, không mưa, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ C. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Đừng quên bấm thích video và đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên cập nhật những thông tin mới nhất trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.